Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay du lịch bất động sản thì cũng xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một cái lô đất với tổng diện tích 2,5 hecta. Lô đất của mình thì vẫn chưa có bìa nhé. Đất mình thì nằm cái thế đất rất là đẹp. Đất mình đã thuộc quản lý của thôn Môn Choi, xã Đắc Xuyên, huyện Krông Nô của tỉnh Đắk Nông. Đây, đằng sau và đằng trước của mình đây, lô đất cái thế đất tiền. Phải nói là nằm ở cái thế rất là đẹp nhé. Mình sẽ chi tiết hơn cho cô chú anh chị và các bạn với cái lô đất này. Đây là cái lô đất của mình. Đất của mình thì toàn bộ là, nếu mà tính nhà độ bằng á, thì nó rơi vào đâu đó là khoảng chừng 70% là độ bằng ha. Đất thì vẫn còn đang tình trạng là đất trống, nhưng mà đất rất là đẹp. Phù sa thì rất là tốt ha. Ở đây thì trồng bắp, trồng đậu hoặc là trồng cà phê, trồng cây ăn trái thì rất là tuyệt vời. Riêng nói về cái nguồn nước thì anh chị mình không phải lo. Cái khu này thì khe suối thì chảy quanh năm ha. Mình cũng xin chi tiết cho anh chị mình biết rằng cái lô đất này hiện tại vẫn chưa có trồng cái gì, mà đất chưa có bìa nhé. Chủ nhà đang giao bán cái lô đất này với giá là 300 triệu, rất là rẻ, có thương lượng ha. Còn trước mắt của mình thì đi cái con đường thì phải nói là con đường cũng dễ đi. Cách cái đường lớn thì từ đây ra đến đường lớn thì khoảng 500 mét ha. Đây, con đường của này của mình thì nói chung là đi xe càng, xe bán tải đi hai cầu thì ok ha. Đường nó cũng chiền thôi, không có dốc. Ở đây toàn bộ đất ở khu này thì nói chung là nó nằm ở cái thế chiền thì cũng khá là đẹp, không có gì gọi là dốc cả. Còn bên trên dốc thì không thể nào làm được bìa ha. Trên dốc thì khai thác trái phép. Còn lô đất của mình thì có thể làm được bìa, nhưng mà phải chờ đợi ha. Đó, đất của mình thì bên này nó rậm um. Còn về phía bên này, đó, này người ta mới trồng mì xong. Thì cái lô này cũng đang gọi bán luôn với giá 400 triệu. Nếu mà mình ưng cả hai lô thì nó hơn 5 hecta ha. Trong cái video này mình quay thì hai lô đất này chủ yếu mình quay cái lô 2,5 hecta. Còn lô bên này thì nói chung là ông quay đứng ở đó luôn. Nếu như anh chị mình ưng thì mình có thể giao dịch cả hai lô cho anh chị mình ha. À, đây thì đó, cái lô đất thì hiện tại thì cỏ thì cũng nhỏ thôi. Còn là ao thì hiện tại mình vẫn chưa có ao, nhưng mà riêng cái nguồn nước thì không phải lo ha. Thế đất tiền đẹp, trồng cây ăn trái, cà phê các thứ này nọ thì bao đẹp. Đất thì phù sa rất là tốt ha. Đây này, phù sa này thì nói chung là bao đẹp luôn. Đất thì khu vực này đó rất là ok. Mình xin nhắc lại với cái địa chỉ là thôn Môn Choi, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô của tỉnh Đắk Nông ha. Rất là đẹp lô đất. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái hình flycam cho mọi người quan sát cái thủ đất này nó như thế nào ha. Rồi, mình mời tất cả cô chú anh chị mình cùng theo dõi với cái hình ảnh flycam ha. Và bây giờ sẽ là cái toàn bộ khung hình của cái lô đất 5,5 hecta ha. Cả hai lô thì nãy rơi vào đâu đó là 5,5 hecta, còn mua cái bên dậm dậm xanh xanh này thì là 2,5 hecta. Hai lô này bán kèm nhé mọi người nhé. Thì hai lô này với tổng giá tiền là 700 triệu có thể thương lượng. Đất này chưa có bìa, có thể làm bìa được. Đất này thì nó nằm vị trí thôn Bon Choi, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Thì hai chủ một lúc thì nó nằm giáp danh. Cái thế đất thì rất là đẹp, phù sa rất là nhiều, màu mỡ thì khỏi chê. Đất thích hợp nhất là trồng trái cây, cà phê, cao su hoặc là những cây cây khác, có thể vân vân và vân vân. Nếu như mình thích, mình có thể mua cái lô đất này, mình đi quay, mình cũng thấy khá là đẹp. Thì với cái lô đất này thì nếu như cô chú anh chị mình cảm thấy ưng thì có thể giao dịch trực tiếp qua cái số điện thoại thể hiện trên màn hình để mình có thể giao dịch, hoặc là người đứng giữa làm trung gian thì giới thiệu cho cô chú anh chị mình với cái lô đất nó như thế này ha. Một cái lô đất rất chi là rẻ, thế đất chiền đẹp, một cái thế đất mu rùa làm thì đất này thì mình cũng rất là ưng ý ha. Đây là phía bên trên của cái lô đất làm thế đất thì mình cảm thấy thế đất này làm ăn với lại cái thế đất cũng khá là đẹp, rất là ưng ý. Một mảnh đất mu rùa nhìn rất chi là đẹp. Đường khá thì cũng khá là thuận tiện ha. Nếu như anh chị mình cảm thấy mua được thì có thể giao dịch trực tiếp. Và rồi thì
du lịch và bất động sản, mình cũng xin khép video clip tại đây. Nếu như anh chị mình cảm thấy ưng thì có thể giao dịch trực tiếp nhé. Rồi, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những cái video sau.